Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cường Lại Đình. Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách kết nối Wi-Fi khi không biết mật khẩu nha các bạn. Thì điện thoại thông minh ngày nay rất là phổ biến rồi. Đa phần là điện thoại đều có thể kết nối Wi-Fi để lướt web hoặc là xem YouTube vân vân. Tuy nhiên là cái vấn đề là không phải chỗ nào cũng có Wi-Fi miễn phí nha các bạn. Nếu mà các bạn đã có một cái điện thoại có kết nối internet trước đó rồi, tuy nhiên là các bạn không biết mật khẩu hoặc là vì một cái lý do nào đó mà các bạn quên mật khẩu, thì các bạn vẫn có thể là chia sẻ wifi cho các điện thoại khác không cần mật khẩu. Rồi ok, bây giờ mình ở đây mình đang có ba cái điện thoại, một cái Xiaomi Redmi Note 5A Flip, một cái V Smart Lite và một cái Xiaomi Redmi Note 7 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại màu trắng, cái Redmi Note 5A Flip này mình chia sẻ wifi cho hai cái điện thoại bên cạnh. Rồi ok nha các bạn. Để dễ xem hơn thì mình sẽ di chuyển cái điện thoại màu trắng này vào bên trong cho các bạn xem. Trước tiên thì các bạn phải mở cái điện thoại các bạn muốn chia sẻ wifi lên, và cái điện thoại đó phải có kết nối wifi trước nha các bạn. Rồi ok, các bạn vào kéo xuống cái thanh thông báo này, rồi các bạn vào Wi-Fi, các bạn đè giữ cái icon Wi-Fi. Rồi vô đây sẽ có một cái thông tin là cái mạng đang kết nối các bạn, thì cái đây mình đang sử dụng là Wi-Fi là CDC. Nó có cái dòng chữ là chạm để chia sẻ mật khẩu các bạn thấy không? Chạm để chia sẻ mật khẩu thì các bạn sẽ chạm vào. Đó, các bạn chạm vào thì nó sẽ lên một gọi là mã QR, nó chứa cái thông tin mạng Wi-Fi này các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái điện thoại mà chưa có kết nối Wi-Fi. Đó, ở đây mình lấy cái V Smart Lite này chưa có kết nối Wi-Fi nha. Này, các bạn vào icon Wi-Fi. Rồi, hiện tại là chưa có kết nối Wi-Fi, các bạn chưa có biết mật khẩu thì sao? Các bạn sẽ dùng là cái trình quét mã QR. Điện thoại nào cũng có, nếu không có thì các bạn có thể là cài đặt, các bạn có thể lên ứng dụng của CH Play của Google hoặc là Apple Store để các bạn tải về nha. Rồi ok, tùy vào hệ điều hành các bạn đang dùng là gì. Ở đây mình sẽ mở là ứng dụng quét mã QR này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rọ vô cái mình sẽ dùng cái ứng dụng quét này mình rọ vô cái mã QR nha. Đó, thì nó sẽ ra là thông tin mạng này, SSID có nghĩa là tên của mạng Wi-Fi, mật khẩu là không nhớ nữa và mã hóa mạng là WPA và ẩn là không. Rồi ok, thì các bạn sẽ nhấn là mở trong cài đặt. Các bạn sẽ nhấn là mở trong cài đặt. Rồi ok. Đó thì nó sẽ tự động nó kết nối các bạn thấy không? Tự động kết nối. Kết nối thành công này. Đó, rồi kết nối thành công nha các bạn. Đó. Ok, rồi bây giờ mình thử truy cập YouTube cho các bạn xem này. Mình sẽ mở YouTube lên coi như thế nào, coi nó có thông tin chưa nha. Rồi ok, thông tin đây các bạn. Rồi vô được mạng vô tư. Không, đây là cái ví dụ trên trường hợp của chiếc điện thoại V Smart Lite. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái này. Mình sẽ tắt cái này, mình sẽ thử trên chiếc điện thoại là Xiaomi Redmi Note 7 nha các bạn. Đây, hiện tại là các bạn xem Wi-Fi bây giờ mình sẽ hủy kết nối hết mấy cái Wi-Fi, coi như là mình chưa biết mật khẩu của cái nào hết nha các bạn. Đây, mình sẽ sử dụng là bỏ qua mạng. Ok, bỏ qua mạng. Rồi cái tương tự cái CDC này cũng vậy. Do là mình kết nối trước đó rồi nên là nó lưu mật khẩu rồi các bạn, nên giờ mình sẽ bỏ qua mạng. Rồi ok. Có nghĩa là sau khi mình bỏ qua rồi là coi như là cái điện thoại này các bạn chưa biết mật khẩu là gì. Khi mà các bạn muốn muốn kết nối á, thì các bạn phải nhập lại mật khẩu không? Đây, các bạn muốn kết nối thì các bạn bắt buộc là phải nhập lại mật khẩu. Nhưng mà trường hợp nào đó các bạn là không biết mật khẩu hoặc là không nhớ mật khẩu mà có một cái người bạn nào bên cạnh
người ta là có thể là đã kết nối rồi, thì các bạn hoàn toàn là có thể truy cập được mạng thoải mái, không cần phải đi xin chủ nhà nữa nha. Rồi ok, các bạn sẽ dùng cái ứng dụng là quét mã QR. Quét mã QR, để coi mình giấu nó chỗ nào. Đây các bạn, máy quét đây. Đây là chiếc điện thoại Xiaomi thì nó có ứng dụng máy quét đây, thì các bạn nhấn vô máy quét. Rồi ok, đồng ý cái điều khoản sử dụng của nó. Rồi cho phép nó sử dụng máy ảnh, rồi cho phép. Nó đang quét các bạn. Đây bây giờ các bạn chỉ cần là đưa cái vùng ô vuông này vào trong cái khớp với cái mã QR này là được nha. Đây mình sẽ đưa từ từ cho các bạn xem. Đó. Có nghĩa là sau khi các bạn đưa vào á, là nó sẽ quét, là cái điện thoại Xiaomi thì nó bảo mật hơn các bạn. Cái trình quét mã QR của Xiaomi nó bảo mật hơn, nó gồm có CDC và mật khẩu là nó để dấu sau, bảo mật WPA là kết nối tới mạng này. Đó các bạn nhấn kết nối này là nó sẽ kết nối, là các bạn hoàn toàn không biết được mật khẩu luôn. Đó, có nghĩa là kết nối Wi-Fi không biết được mật khẩu. Còn cái trình quét mã QR của cái V-Smart Lite hồi nãy mình sử dụng là nó hiển thị mật khẩu public lên cho mọi người xem luôn. Nên là cái đó là nó không có bảo mật nha các bạn. Coi như là quét bằng cái đó là các bạn biết được mật khẩu luôn. Sau đó là các bạn đọc mật khẩu cho nhau luôn, không cần phải chia sẻ thông qua cái ứng dụng này nữa. Thì vừa rồi là mình vừa mới giới thiệu cho các bạn cách kết nối tới một mạng Wi-Fi mà không cần dùng mật khẩu, thông qua là cái ứng dụng là chia sẻ mã QR và quét mã QR hoàn toàn tự động nha các bạn, kết nối hoàn toàn tự động. Đây mình sẽ mở demo sau khi mình kết nối xong Wi-Fi thành công, là nó có cái icon Wi-Fi rồi này. Rồi bây giờ mình mở YouTube lên xem nha. Đó. Đó, vô mạng bình thường thành công các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Vô mạng bình thường rồi nha. Nó rất là tiện các bạn. Không phải là lúc nào mà các bạn cũng không phải lúc nào mà các bạn cũng biết được cái mật khẩu Wi-Fi. Đôi lúc đó, là các bạn xin đôi lúc các bạn xin 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 mật khẩu mạng Wi-Fi nhà người khác đó, mà người ta là không có đọc cho các bạn, mà người ta nói là đưa cái điện thoại đây, người ta nhắm mật khẩu cho đó, sau khi người ta nhấn xong các bạn vẫn kết nối, vẫn dùng được mạng Wi-Fi, nhưng mà các bạn hoàn toàn là không biết được cái mật khẩu là gì hết đó. Thế nên là trường hợp là các bạn muốn chia sẻ Wi-Fi cho nhau, hoặc là muốn biết cái mã Wi-Fi mật khẩu là gì, thì các bạn sẽ dùng cái ứng dụng quét mã QR các bạn xem. Thì đối với cái hệ điều hành Android 9 trở xuống, có nghĩa là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gì đó, thì nó không có cái chức năng là xem mật khẩu Wi-Fi đã lưu đâu các bạn. Nhưng mà đối với điện thoại có hệ điều hành Android 10 trở lên đó, thì nó sẽ có cái chức năng là xem mật khẩu của các mạng Wi-Fi đã lưu. Ngoài cái trường hợp là các bạn root, root thì cái đây cái nó nằm ở cái khái niệm khác rồi. Có một số bạn thì không biết, có nghĩa root là thông qua một cái số bước quá trình nào đó mà bỏ qua tất cả cái bảo mật của nhà cung cấp, cái nhà mà cung cấp viết nên cái điện thoại này á, cũng như là bán cái điện thoại này cho khách hàng, thì các bạn sẽ hoàn toàn là kiểm soát toàn quyền luôn tất cả cái gì mà liên quan tới điện thoại về phần mềm ứng dụng bên trong á, thì các bạn đều toàn quyền xử lý. Đó là root các bạn, có nghĩa là các bạn thích làm gì cũng được. Còn cái này cái bản hệ điều hành mà khi mà các bạn mới mua điện thoại về, nó có giới hạn một số cái thứ là các bạn không thể nào mà truy cập được, ví dụ như đặc biệt là cái wifi này. Cái wifi các bạn có vào cỡ nào là nó cũng không có xem được mật khẩu các bạn. Đó, vào bên trong nó chỉ có là cái chức năng là tự động kết nối, rồi điểm phát sóng di động, có nghĩa là phát sóng lại cho người khác biết, rồi trạng thái wifi như thế nào đã kết nối, còn cường độ tín hiệu tuyệt vời hay là yếu hay là gì đó, còn tốc độ liên kết là 72 megabit per second, rồi bảo mật là WPA, WPA2, BSK, địa chỉ IP, subnet mask, rồi gateway, rồi proxy, DHCP vân vân. Rồi đó, thì các bạn khi mà các bạn truy cập vào, các bạn chỉ biết được một số thông tin như thế thôi. Còn ra là các bạn không hề biết được cái mật khẩu kể từ Android 9.0 trở xuống nha các bạn. Còn đối với bản Android mới, Android 10 thì có thể là có chức năng này. Thôi ok, cái clip này mình chỉ
gợi ý cho các bạn, giới thiệu cho các bạn. Bạn nào chưa biết thì sử dụng là cách kết nối tới một cái mạng wifi bất kỳ mà không cần dùng mật khẩu. Nếu các bạn thấy nội dung video này hay thì hãy đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình nhé các bạn. Đồng thời nhấn like share video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng rằng với cái clip ngắn này sẽ giúp ích được các bạn trong cái quá trình mà các bạn sử dụng điện thoại vân vân. Đó. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.